Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo linh thiêng có từ ngàn đời xa xưa. Phật giáo luôn hướng con người đến với những tư tưởng thiện lành, dân dạy điều tốt và cảm hóa cái xấu. Những điều tốt đẹp đó đã được truyền bá từ biết bao thế kỷ nay. Nhưng theo dòng chảy biến chuyển của thời gian, những giá trị tốt đẹp và sự uy nghiêm của Phật pháp đang dần bị coi nhẹ như vụ việc đặt bom phá hủy tượng Phật lâu đời ở Afghanistan chính là lời giễu cợt cho sự thiêng liêng của một tôn giáo. Những kẻ gây ra vụ việc này thực sự đã gây nên nhiều phẫn nộ trong cộng đồng thế giới. Miza Hussein mới 26 tuổi khi những kẻ chỉ huy khủng bố Taliban ấn vào tay ông khối thuốc nổ và bảo đem nó đặt vào các pho tượng Phật lớn nhất thế giới tại quê hương ông, tỉnh Bamiyan của Afghanistan các tượng cổ xưa được khắc sâu vào núi từng là những pho tượng Phật cao nhất thế giới đã bị phá hủy trong loạt hành động điên rồ của phiến quân Hồi giáo cực đoan năm 2001. Hành động đó đã tạo tiền lệ nguy hiểm cho những kẻ thuộc nhà nước Hồi giáo tự xưng tiến hành những cuộc đập phá các di sản kiến trúc và tôn giáo thời gian gần đây. Hai pho tượng Phật cao 55m và 37m được tạc thẳng vào núi Sa Thạch từ thế kỷ thứ 6 đã bị Taliban cho nổ bất chấp sự phản đối và phẫn nộ của toàn thế giới. 22 năm trôi qua kể từ khi hai pho tượng Phật Bamiyan bị phá hủy, đã có rất nhiều những biến động xảy ra ở Afghanistan, nhưng đối với Miza Hussain, nỗi ám ảnh về biến cố đó còn rất mạnh mẽ. Ông ta kể lại, ban đầu chúng cố phá các pho tượng bằng xe tăng và súng cối, nhưng không phá được, họ bèn đặt những khối thuốc nổ nhằm hủy hoại cho bằng được. Hussein khi đó bị buộc sung vào đội ngũ làm việc cho Taliban. Dưới sự kiểm soát của các phiến quân, ông giống như mọi người dân khác sống tại thành phố Bamiyan, đều là người Hồi giáo xích tè và bị Taliban coi như kẻ thù, thậm chí là ngoại đạo. Taliban nắm quyền kiểm soát tỉnh này từ năm 1999, sau những cuộc giao tranh ác liệt với quân chính phủ, dân địa phương hoặc bỏ làng chạy trốn hoặc bị bắt. Kể về cách thức tiến hành phá hủy bức tượng sa thạch Bamiyan hùng vĩ, Hussein nói rằng, phiến quân Taliban mang thuốc nổ đến và buộc các tù binh làm việc này, không có ai khác, toàn là phiến quân Taliban, tôi là một trong số 25 tù nhân, bởi chẳng còn ai làm việc đó, họ bắt chúng tôi làm, họ đối xử như thể chúng tôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, ông kể tiếp, họ mang những khối thuốc nổ đến bằng những chiếc xe tải, sau đó họ đặt thuốc nổ lên lưng hoặc buộc vào tay chúng tôi, bắt mang đến chỗ các bức tượng với những khối bom to, họ buộc vào gậy dài để chúng tôi khiêng đi vòng ra phía sau của tượng. Không chỉ chịu đựng thời tiết giá lạnh, các tù nhân dưới tay Taliban luôn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Cái chết có thể do một vụ nổ hoặc từ bàn tay của những tên lính canh. Ông nói, "Một lần tôi chứng kiến vụ việc xảy ra với một người đàn ông, anh ta bị thương ở chân và không thể tiếp tục mang vác được những khối thuốc nổ nữa." những tên lính canh lập tức bắn chết anh ta ngay tại chỗ và ném xác cho một tù nhân khác vứt đi. Theo lời kể của Hussein, những người đàn ông đó đã mất 3 ngày để đặt những khối thuốc nổ xung quanh bức tượng. Sau đó, tất cả dây dẫn của những khối thuốc nổ này được nối đến một nhà thờ Hồi giáo gần đó, rồi chúng được kích lửa giữa những tiếng la hét Allah atba, Thượng đế Trí Tôn. Ông Hussein nhớ lại, khi vụ nổ này xảy ra, khu vực ở phía trước bức tượng đầy khói bụi và không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Tên thủ lĩnh Taliban muốn vụ nổ không chỉ phá hủy hoàn toàn bức tượng Phật, mà còn làm cho cả vách đá nơi bức tượng được tạc vào sập xuống. Nhưng thực tế, sức công phá chỉ đủ làm hư hại phần chân của pho tượng Phật lớn mà thôi. Bất chấp những trở ngại và sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế, Taliban tiếp tục hủy hoại các pho tượng bằng mọi giá. Bom tiếp tục được đem tới kèm với loại chất nổ mà ông Hussein cho biết trông giống như xà phòng chạm tay vào thì thấy giống bột. Ông kể, kể từ đó mỗi ngày chúng thực hiện hai hoặc ba vụ nổ, hòng đánh sập hoàn toàn bức tượng Phật. Chúng tôi phải khoan những lỗ vào bức tượng để đặt vào đó những khối thuốc nổ. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ những công cụ nào để làm việc này. Toàn bộ quá trình đó mất khoảng 25 ngày các tù nhân của taliban chỉ được cho ăn với khẩu phần hàng ngày rất nhỏ gồm cơm và bánh mì hussain phải làm việc mỗi ngày với duy nhất một bộ quần áo và chỉ có chiếc chăn rất mỏng cho buổi đêm lạnh giá khi pho tượng phật hoàn toàn bị phá hủy taliban tổ chức ăn mừng chúng bắn súng chỉ thiên nhảy múa ca hát và thịt chín con bò để làm lễ hiến tế hussain nay là thợ sửa chữa xe đạp tại thành phố bamiyan Ông nói rằng hiện ông cảm thấy rất an toàn khi sống tại thành phố và hy vọng chính phủ và các nhà tài trợ nước ngoài sẽ tìm cách để tái tạo các pho tượng Phật. Nghĩ về vai trò của ông trong cuộc phá hoại tượng Phật, Hussain nói rất hối hận. Ông nói, "Tôi đã lấy làm tiếc ngay tại thời điểm đó, bây giờ tôi vẫn hối tiếc và chắc chắn cả đời luôn luôn hối tiếc, nhưng thật sự tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào cả, nếu như tôi không làm việc đó bọn chúng đã giết tôi." Điều mong ước của Hussein về các pho tượng Phật khó mà thành hiện thực, ít nhất là trong tương lai gần. Tranh cãi về việc tái tạo ít nhất một trong những bức tượng khổng lồ đó hay là giữ nguyên hiện trạng để lưu giữ bằng chứng về sự phá hoại của Taliban đã diễn ra suốt một năm qua. Đối với người dân địa phương như ông Hussein, việc bảo tồn di sản cổ không chỉ là vấn đề lưu giữ bản sắc của Bamiyan, mà còn là mong ước xây dựng một tương lai bền vững nhờ thu nhập mà khách du lịch sẽ mang lại. Thưa quý vị, trải qua gần 2.000 năm lịch sử, mặc mưa gió, bão táp mưa xa, bất chấp các dung địa chấn diễn ra liên miên trong lòng trái đất. Hai bức tượng Phật khổng lồ được chạm khắc vào vách đá Bamiyan ở Afghanistan vẫn vô sự uy nghiêm trước trời đất. Nhưng nhân loại đã từng phải bất lực, tuyệt vọng chứng kiến con người vì vô minh và ích kỷ đã hủy hoại di tích văn hóa tuyệt vời này nhưng từ vụ phá hủy nghiêm trọng đã dẫn đến các nhà khoa học khám phá ra những bí mật ẩn sau hai bức tượng Phật khổng lồ này. Trước khi hai bức tượng Phật tại Bamiyan bị chính quyền Taliban dùng thuốc nổ đánh sập, di tích này được coi là hai pho tượng Phật đứng lớn nhất trên thế giới. Một bức cao 53 m một bức cao 38 m được khắc sâu vào vách sa thạch ở Bamiyan, Afghanistan vào thế kỷ thứ năm ngược dòng thời gian từ thế kỷ thứ hai cho đến trước khi có cuộc xâm lược hồi giáo vào thế kỷ thứ bảy bamiyan từng là một trung tâm phật giáo phát triển rực rỡ với nhiều tu viện và là một phần của con đường tơ lụa nổi tiếng nối liền các vùng từ đông sang tây từ ấn độ sang các khu vực lân cận là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa ấn độ trung quốc trung á cho đến la mã các vị cao tăng Phật giáo thường song hành cùng các đoàn buôn để hoàng pháp ở các vùng đất mới thông qua con đường này. Họ thường dừng chân nghỉ ngơi ở thung lũng Bamiyan xinh đẹp và đặt nền móng biến vùng đất này thành trung tâm truyền bá Phật giáo. Hai bức tượng Phật cao nhất thế giới được cho là hình thành vào khoảng năm 554. Hàng năm, các nhà sư tổ chức lễ kỷ niệm và khá nhiều Phật tử hành hương tới chốn linh thiêng để chiêm ngưỡng tượng Phật. Hàng đoàn người hành hương cùng các nhà sư sống trong các hang động gần đó, thường ngày quỳ xuống dưới chân tượng Phật để kinh lễ. Đến thế kỷ thứ bảy, khi Hồi giáo tràn vào Afghanistan, đạo Phật dần mai một và các vị cao tăng cũng từ từ rời bỏ Bamiyan. Trải theo sự khắc nghiệt của lịch sử, rất nhiều di tích chùa chiền, các phủ điều, đồ tạo tác của nhà Phật đã bị hủy hoại hoặc thất lạc. Hai tượng Phật được chạm vào vách núi nên còn trường tồn với thời gian. Trước khi bị hủy hoại, khuôn mặt của pho tượng đều phẳng phất nụ cười trầm mạc. Cùng chiều cao, khuôn dáng cổ điển và trang phục kiểu Hy Lạp cổ đại, hai bức tượng Phật không chỉ có vị thế đặc biệt trong lịch sử Afghanistan mà cả trên thế giới. Với mối phức tạp của khu vực địa chính trị, Afghanistan trở thành nôi nồi ra sáo thịt của các tranh chấp sắc tộc đã dẫn đến năm 1999. Taliban đã chiếm quyền kiểm soát khu vực. Nhiều người lo ngại rằng hai bức tượng Phật sẽ trở thành chướng ngại trong con mắt của phiến quân Taliban. Tuy nhiên, thế giới thở vào khi đại diện của Taliban nói rằng họ sẽ bảo vệ các bức tượng. Nhưng năm 2001, sau khi Taliban lên tiếng sẽ phá hủy tượng Phật, đã có những phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Đại hội đồng Liên hợp quốc do Đức khởi xướng đã họp khẩn, ra thông cáo lên hành vi phá hoại này, thậm chí Nhật Bản còn đề ra một số giải pháp nhằm bảo vệ các bức tượng bao gồm lưu giữ như là di sản văn hóa nhân loại, trả chi phí cho chính Afghanistan và xa hơn nữa là tính đến cả phương án di chuyển các bức tượng đến Nhật Bản. Một phái đoàn quốc tế cũng tới Kabul họp với các thủ lĩnh Taliban để tìm cách bảo quản di sản. Trong phái đoàn có các đại sứ Ý và Hy Lạp tại Pakistan, nhưng mọi nỗ lực đã trở nên tuyệt vọng. Ngày 14 tháng 3 năm 2001, Taliban huy động cả pháo chống tăng, tên lửa phòng không vác vai nã lên phía trên của tượng Phật. Tuy nhiên, bức tượng đã chứng tỏ khó thể phá hủy trước sự ngu muội của con người. Dù bề mặt bị hư hại nặng nề, nhưng hai tượng Phật vẫn trong tư thế đứng nguyên vẹn. Vì vậy, với quyết tâm hủy hoại bằng được, những chiến binh Taliban đã cài nhiều khối thuốc nổ ở dưới đế chân nhằm làm sập bức tượng từ dưới đáy. Thêm vào đó, họ còn cài thuốc nổ vào các lỗ trên thân bức tượng nhằm đẩy bật bức tượng ra khỏi vách đá. 9 tháng sau khi phá hủy hai pho tượng, từ chỗ là lực lượng hùng mạnh kiểm soát 90% lãnh thổ Afghanistan, chỉ trong vòng một tháng, chính quyền Taliban cũng bị diệt vong bởi liên minh do Mỹ đứng trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Việc phá hủy các bức tượng đã dẫn đến việc các nhà khoa học phát hiện ra nhiều điều bí mật ẩn sau hai pho tượng này. Họ đã phát hiện ra 50 hang động ở phía sau hai bức tượng. Các hang động được sử dụng như là nơi ẩn cư cho các tu sĩ. Trong các hang động, các nhà khoa học đã có một số khám phá quan trọng, trong đó họ tìm thấy các bức tranh sơn dầu lâu đời nhất thế giới, có trước cả ngàn năm trước khi tranh sơn dầu được sử dụng ở châu Âu. Một phát hiện quan trọng khác được tìm thấy trong hang động là một bản kinh Phật gốc tiếng Phạn Prasti Spada Đây là một văn tự cổ về kinh Phật được in trên vỏ cây bạch dương. Kỳ thú nữa là trong một tay nải có chứa ba chuỗi trang hạt bằng gốm, một con dấu bằng đất sét, một tấm kim loại nhỏ có hoa văn hình chim và hoa. Ngoài ra, các nhà khảo cổ đã tìm hiểu được cách người xưa kỳ công chạm các bức tượng. Bước đầu, các công nhân đã chạm sơ bộ hai pho tượng Phật vào vách đá. Sau đó, những người thợ đã phủ một lớp hỗn hợp được làm từ bùn rơm và lông đuôi ngựa, đắp thành trang phục rồi tô màu. Tượng Phật lớn được sơn bằng cánh kiến đỏ, còn tượng Phật nhỏ được sơn bằng nhiều chất liệu màu. Cả hai bức tượng đều có tổng cộng khoảng 3.000 miếng vữa chát bên ngoài, cùng với các chốt bằng gỗ, dây thừng quấn quanh pho tượng để giữ chắc phần đắp chát. Khí hậu khô hành ở Afghanistan và đậu sâu của hốc đá đã bảo vệ tốt pho tượng và giúp bảo quản phần mộc của công trình. Năm 2008, các nhà khảo cổ đã khai quật một điểm ở gần vị trí tượng Phật với hy vọng tìm kiếm một bức tượng Phật huyền thoại khổng lồ mà họ tin là đang ở đâu đó quanh khu vực này. Bức tượng khổng lồ được cho là cao 300 mét được đề cập đến trong một văn tự cổ. Dẫu hài phò tượng Phật cổ và lớn nhất thế giới ở Ba Mian đã bị súng đạn phá hủy, nhưng hiện nay một số quốc gia và các tổ chức trên thế giới đã cam kết tái dựng lại kiệt tác nhân loại này. Công việc hồi phục đã được bắt đầu bằng cách sử dụng các yếu tố của người xưa kết hợp với các vật liệu công nghệ hiện đại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.